em hãy gia tăng tất cả nhiệt thành và lo sao để nhờ lòng tin mà được thêm sức mạnh. Đại quyền chúng ta hãy sống đức tin để có được sức mạnh, nhờ sức mạnh được thêm thông biết, hiểu biết các mầu nhiệm trong đạo, nhờ thông biết được thêm tiết độ. Khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta biết sống tiết độ, chừng mực, sống đẹp lòng Chúa. Nhờ tiết độ được thêm kiên nhẫn, nhờ cuộc sống tiết độ chừng mực chúng ta có được sức mạnh để kiên nhẫn chịu đựng những thử thách gian nan. Nhờ kiên nhẫn được thêm đạo đức, từ đó cái lòng đạo đức của chúng ta gia tăng. Nhờ đạo đức được thêm tình huynh đệ, nhờ tình huynh đệ được thêm đức ái, được thêm lòng thương yêu nhau. Và Chúa Giêsu dùng ví dụ ngôn cá điền và vườn nho để nói với những người Do Thái. Cái vườn nho đó chính là dân của Chúa, dân Do Thái đó, và Chúa đã giao cho những ông luật sĩ Việt Thái, các thầy thượng tế để mà chăm sóc cái vườn nho đó. Nhưng mà Chúa gửi đến các tiên tri trong suốt dòng lịch sử của dân Do Thái, chúng ta đã thấy nhiều tiên tri đã bị bắt hại. Chúa gửi các đệ tớ của Chúa đến, các tiên tri đó bị bắt hại, rồi bị giết chết nữa. Chúng đánh đập và gửi về tay không, ông lại sai đầy tớ khác đến với họ, người này cũng bị chúng đánh vào đầu và làm sỉ nhục. Và cuối cùng chúng ta thấy Chúa cũng sai Gioan Tẩy Giả là tiên tri của Chúa đến, và cuối cùng Gioan Tẩy Giả cũng bị giết chết. Nhưng người thứ ba thì bị chúng giết. Ông còn lại một cậu con trai yêu quý, cuối cùng thì Thiên Chúa sai chính con một của Ngài, Đức Giêsu đến với dân Do Thái, đến cái vườn nho đó, thì cũng bị những ông luật sĩ thượng tế đó bắt và giết đi. Mà Chúa kết luận là ông chủ vườn nho sẽ nổi giận, sẽ tru diệt bọn tá điền và giao vườn nho cho người khác canh tác. Và chúng ta thấy cái điều đó đã xảy ra, là Chúa đã lập một cái dân mới, cái dân Do Thái. Chúa để đó, bây giờ Chúa lập một cái dân mới là giáo hội, là vườn nho mới của Chúa. Chúa không để cho dân Do Thái cầm đầu giáo hội nữa, nhưng mà giáo hội Chúa để cho cả thế giới này quy tụ dân của Chúa. Và cuối cùng chúng ta thấy kinh đô của giáo hội không còn nằm ở Jerusalem nữa, mà đã dời về Roma. Chú ý là Chúa đã lập một cái vườn nho mới, mà trao cho người khác, cho cả thế giới này, những người được Chúa tuyển chọn, dân của Chúa đó, là hội thánh đó, cai quản cái vườn nho đó, chứ không thuộc quyền của đạo Do Thái nữa. Chúa có ý nói như vậy. Thì chúng ta được Chúa thương cho trở thành dân của Chúa, là vườn nho của Chúa. Chúng ta hãy sống cái ơn cứu độ đó bằng cách là giữ đức tin. Giữ đức tin là sao? Giữ đức tin là lắng nghe và thực hành lời của Chúa. Giữ đức tin là giữ luật của Chúa, cụ thể là như vậy. Giữ đức tin là chúng ta đi lễ ngày Chủ nhật lắng nghe lời của Chúa. Giữ đức tin là chúng ta giữ các giới răn, điều răn của Chúa, sống đẹp lòng Chúa. Đó là giữ đức tin. Chúng ta xin Đức Mẹ thánh cáo như sẽ giúp chúng ta sống đức tin, giữ đức tin mạnh mẽ trên đất Mỹ này, đặc biệt là truyền đạt cái đức tin đó cho con cháu chúng ta, cho giới trẻ. Và ngày hôm nay nó bị bao nhiêu cái sự chung quanh lôi cuốn nó, đặc biệt nó bị cái xã hội cực hóa này lôi cuốn nó. Chúng ta là những bậc cha mẹ, ông bà, chúng ta cố gắng giáo dục đức tin cho con cái mình. Xin Đức Mẹ thánh cáo như sẽ chúc lành thật.